Alibaba nhận phần trăng trăng chú trẻ trần con. Alibaba mẹ Alibaba nhận phần trăng trăng chú trẻ trần con. Angela, con thấy mẹ hát bài Alibaba muốn như thế, liệu có chuẩn chưa? Alibaba. Cô Jennifer, đêm hôm khuya khoắt rồi nửa đêm rồi mà cô còn ăn mặc đẹp thế này đi đâu vậy cô? Cô chỉ thích dẫn Angela đi dạo vào ban đêm thôi, cho thoáng và mát. Tại sao cháu lại phải mặc cái áo rách như thế này? Áo này là áo của em cháu đây. Chuyện là như thế này này. Mẹ ơi, sắp vào năm học mới rồi mà quần áo của con bị cũ mà bị rách hết rồi. Mẹ mua cho con một bộ quần áo mới được không ạ? Mày nói gì? Mày mua quần áo mới á? Mày mơ à? Mày mua quần áo mới á? Thế thì quần áo cũ của em bốn mắt thì để làm gì? Làm rẻ lau à? Năm nào mày chả lấy quần áo cũ của em mặc, năm nay mày lại rửng mỡ lên đòi mua quần áo mới. Đây này, quần áo của em bốn mắt năm nay bỏ đi rất nhiều, mày mặc đi, mặc thử xem. Mẹ ơi, nhưng mà áo này cái kiểu nó thế, ai bảo mày đấy là rách? Mày cần quần áo mới, quần áo đẹp để làm gì? Để làm gì? Vẽ chuyện. Này, quần áo đây, cứ lấy mà mặc nhá. Chẳng có quần áo mới gì hết. Quần áo mới này, quần áo mới này. Đòi hỏi không? Mày đòi không? Mày đòi hỏi không? Khổ thân cháu, đến cái ăn cái mặt mà mẹ cháu còn đối xử tệ với cháu như vậy. Đây là chiếc bánh choco pie của một nhà pháp sư cô xin được ở bên Thái Lan. Tóc xanh hãy cầm chiếc bánh này đem về cho mẹ cháu ăn, và rồi điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Thôi bây giờ cô phải đưa Angela đi về đây, không muộn rồi, cháu về nghỉ đi. Vâng, cháu cảm ơn cô Jennifer. Cô Jennifer buồn cười thật đấy. Bánh choco pie thì mình vẫn ăn suốt, làm gì có bánh choco pie nào mà lại có phép thuật đặc biệt. Chắc là cô ấy an ủi mình thôi các bạn nhỉ. Dù sao thì có bánh choco pie ăn là tốt rồi. Mẹ, mẹ ăn cái gì đấy? Mày đừng nói với mẹ là mày lấy bánh, mày lấy trộm bánh của em bốn mắt ăn nhá. Dạ không, bánh này là bánh của cô Jennifer, cô cho con đấy mẹ. Thôi đừng có chối nữa đi, bánh đấy rõ ràng là bánh của mẹ mua cho em. Đưa cho nào. Láo lếu thật, chưa ai cho phép ăn dám tự tiện lấy ra ăn. Rồi mẹ sẽ phạt mày. Ngon đấy. Mẹ, mẹ lôi đâu ra cái áo rách này cho tôi mặc đấy? Quần áo tôi mua mẹ cất đâu hết rồi? Mẹ lại định giấu đi để cho thằng bốn mắt mặc đúng không? Quần áo của con á, con đợi mẹ một tí nhá, mẹ lên mẹ sấy cho con nhá. Mẹ nhanh nhanh đi vào nhà lấy cho tôi một bộ quần áo đẹp ra đây. Mẹ sẽ làm ngay mà, mẹ làm nhanh mà, con đợi mẹ nhá.
có thế chứ. Sao mẹ còn đứng đấy nhìn tôi nữa? Mẹ còn không vào làm việc nhà đi. Quần áo thì chưa giặt, nhà cửa thì chưa quét, cơm nước chẳng biết là nấu đến đâu rồi nữa. 2 tiếng nữa là tôi phải đi học rồi đấy. Con đừng quát mẹ. Mẹ sẽ làm hết công việc mà. Người ta lúc nào cũng nói là mẹ ghẻ thì làm gì có chuyện thương con chồng. Mẹ có thích tôi mách với bố không? Tôi mà mách với bố á, thể nào cũng có ngày bố đuổi thẳng cổ mẹ và thằng bốn mắt ra khỏi nhà đấy. Mẹ sẽ làm ngay đây. Mẹ làm nhanh thôi. Trưa nay tôi muốn ăn sườn xào, gà rán, nhưng mà chỉ được nấu cho mình tôi ăn thôi. Thằng bốn mắt ăn món khác, nó không được phép ăn những món giống tôi. Tự nhiên thèm ăn thạch nổ thế nhở? Mẹ ơi! Mẹ đây. Sao hả con? Mau vào tủ lạnh lấy cái gói thạch nổ ra đây cho tôi. Gói thạch nổ Nhật Bản. Thạch nổ đúng không? Mẹ cất trong tủ lạnh. Đợi mẹ lấy cho. Thơm mùi nho luôn các bạn ạ. Thạch nổ này á là phải xách tay từ Nhật Bản về mới có đấy. Các bạn biết ăn không? Không biết thì để mình chỉ cho mà xem nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ăn thạch nổ nho đen cực kỳ nổi tiếng của Nhật Bản nhá. Cái gói thạch nổ này làm y chang một chùm nho luôn, các bạn thấy thế không? Thạch nổ này nhá, nhìn đơn giản thế thôi nhưng mà giá lại rất là mắc đấy. Một gói thạch nổ này có 10 viên mà mình mua đến tận 300.000. Mình để dành ở trong tủ lạnh, khi nào mình thèm ăn thì mình mới lấy ra ăn. Các bạn thấy thạch của mình không? Hấp dẫn chưa? Này, lúc ăn cũng rất đặc biệt nhá. Cách ăn thạch này các bạn không thể bóc ra được và cũng không thể cắn ra để ăn được. Các bạn phải sử dụng một vật có đầu thật là nhọn, ví dụ như cây kim này này. Đấy, chúng ta sẽ dùng cây kim này chọc vào lớp vỏ của thạch, nó sẽ nổ bung ra và lộ ra một cái thạch bên trong rất ngon. Giờ nhá, mình sẽ ăn thử luôn cho các bạn xem và các bạn sẽ tin mình luôn. 1, 2, 3, chọc nè. Các bạn thấy không? Mình chỉ cần động nhẹ một thôi là viên thạch nó nổ luôn. Mình chọc tiếp cái nữa cho các bạn xem ạ. Ui, thích không? Nó nổ chặt một cái luôn, rất là vui luôn. Còn cái vỏ ở đây nhá, rất là ngon luôn, ngon tuyệt. Ngon quá. 1, 2. Vui chưa các bạn ơi? Nó nổ tách một cái luôn đấy. Ngon tuyệt. Ăn thạch này rồi thì uống nước nữa mới ngon. Mình sẽ đi lấy nước giải khát. Các bạn đợi mình một chút nhá. Ui. Tự nhiên trong nhà mình lại có thạch nổ này. Hình như là mẹ mình mua cho mình thì phải. Chắc chắn là thế rồi. Ui, nổ rồi. Bốn mắt. Bốn mắt, mày có biết thạch nổ này là của ai không mà dám ăn tự tiện như thế hả? Ở nhà này tất cả mọi thứ đều là thuộc về anh, mày biết chưa? Mày muốn ăn hay không mày phải hỏi anh chứ. Đồ ăn của tao trong nhà này chỉ một mình tao được ăn thôi, ai cho mày ăn cùng? Tao sẽ đuổi mẹ và mày ra khỏi nhà để không bao giờ mày ăn chanh được của tao nữa. Đừng anh ơi. Con ơi. Em bốn mắt, em mới còn nhỏ, em mới còn trẻ người non dại, con chấp em làm gì? Rồi mẹ mua đèn cho con, cái thạch khác không được à?
ngày hôm nay hai người phải quấn gói đồ đạc đi ra khỏi nhà của tôi. Tôi chịu đựng hai mẹ con người quá đủ rồi. Đừng đuổi mẹ và em bốn mắt đi con ơi. Anh ơi, xin lỗi anh. Không xin xỏ gì hết. Hai người ở nhờ nhà của tôi như thế là quá đủ rồi. Nhà này là nhà của bố, để lại cho tôi. Hai người chỉ là ở nhờ mà thôi. Mẹ thay em bốn mắt mẹ xin lỗi con nhá. Con đừng đuổi mẹ và em bốn mắt đi. Con cho mẹ và em bốn mắt ở đây đi con. Anh đuổi mẹ đi với em đi, em biết ở đâu bây giờ. Đi ra khỏi nhà đi. Đi ra khỏi nhà đi. Hai người không được phép ở trong nhà tôi nữa. Đi đi.